Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhuộm hình. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ về tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Yêu đuối mong giò. Về với xuôi mát tình yêu như ngàn sóng chiều, nguyện xin Ngài dù thương ban tình yêu hồng phúc hòa trang, được sống an vui trong lòng thương xót Ngài, dìu bước chúng con trong ơn Ngài mãi mãi. Dù cho bao nguyên khó chân ai, cùng Ngài bước đi không khiếp hãi sợ gì. Không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì ơn con bao yếu đuối mong giò. Ban thánh ơn bổ sức cho con, vì ơn con bao yếu đuối mong giò. Thank you.
dập dồn quy tụ lại muôn dân từ tận cùng thế giới, thúc trống lên dập dồn quy tụ lại muôn dân cùng cử hành đại lễ. Hãy đến không ngại ngùng, tin cậy lượng bao dung dìm vào lòng hương gió. Hãy đến đây hợp đoàn chung một niềm hân hoan cùng hướng nhờ đại xa do lòng Chúa. Dấu đinh gắn Chúa vào thập tự, dấu đinh con đã thành ra xuôi thác những thiên ân, và từ đó thập hình thần chia hoa mở toang lòng thư xa Chúa hoan nhân. Trái tim mang lưới đồng rộng mơ đã chào tuôn màu nước cữu muôn dân, và từ đó người người được mời đó ở trong lòng thương xót Chúa hoan nhân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 7. Liên minh năm vua Emori đánh chiếm miền Nam Palestine. Năm vua đánh Gibeon. Sách Giô-suê chương 10 từ câu 1 đến câu 5. Adoni-sê-đếc vua Jerusalem nghe tin ông Giô-suê đã đánh chiếm thành Ai, đã chu hiến thành này, đã đối xử với thành Ai và vua thành này như với Jericho và vua thành ấy. Vua cũng nghe tin dân thành Gibeon đã cầu hòa với Israel và đang sống giữa Israel. Khi đó người ta hết sức sợ hãi, bởi vì Gibeon là một thành lớn như một kinh thành. Quả thế, thành đó lớn hơn thành Ai, và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. Adoni-sê-đếc, vua Jerusalem, sai người đến nói với Hoham, vua Khép-rôn, với Bi-am, vua Giác-mút, với Gia-phia, vua La-khít, và với Đơ-via, vua Ác-lon. Xin quý vị lên với tôi và cứu viện cho tôi, để chúng ta cùng đánh Gibeon, vì Gibeon đã cầu hòa với Giô-suê và con cái Israel. Năm vua Emori là vua Jerusalem, vua Khép-rôn, vua Giác-mút, vua La-khít, vua Ác-lon, đem quân liên minh với nhau và cùng đi lên. Họ bao vây Gibeon và tấn công thành ấy. Ông Giô-suê đến cứu viện Gibeon. Sách Giô-suê chương 10 từ câu 6 đến câu 9. Dân thành Gibeon đến trại Gilgal nói với ông Giô-suê: Xin ngài đừng từ chối tiếp tay cho các tôi tớ ngài. Xin ngài sớm lên với chúng tôi, giải thoát chúng tôi,
cứu viện chúng tôi. Vì tất cả các vua Emori ở miền núi đều hợp nhau chống lại chúng tôi. Ông Giô-suê rời Gilgal mà đi lên cùng với tất cả chiến sĩ và dũng sĩ. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: "Đừng sợ chúng, vì ta đã nộp chúng vào tay ngươi. Không ai trong bọn chúng sẽ đứng vững trước mặt ngươi." Sau khi từ Gilgal đi lên suốt cả một đêm, ông Giô-suê bất thình lình đến nơi chúng đóng quân. Ơn trên phù hộ. Sách Giô-suê chương 10, từ câu 10 đến câu 15. Đức Chúa làm cho chúng tán loạn trước mặt Israel, và Israel đã làm cho chúng đại bại ở Gibeon. Họ đuổi theo chúng lên phía đèo Bet-Horon và đánh giết chúng mãi cho đến Azeka, cho đến Makeda. Khi chúng chạy trốn trước mặt Israel đến chân đèo Bet-Horon, thì từ trời, Đức Chúa cho rơi những hòn đá lớn xuống trên chúng mãi cho đến Azeka, khiến chúng phải chết. Chúng chết vì cơn mưa đá nhiều hơn là vì gươm con cái Israel giết. Bấy giờ, trong ngày Đức Chúa nộp người Emori cho con cái Israel, ông Giô-suê thưa chuyện với Đức Chúa trước mặt con cái Israel. Ông nói: "Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Gibeon. Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aijalon." Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội các địch thủ. Việc đó đã chẳng được ghi chép trong sách người công chính sao? Mặt trời đứng yên ở giữa trời, không vội lặn, gần một ngày tròn. Trước đó và từ đó về sau, không có hôm nào như hôm ấy, Đức Chúa nghe lời một người phàm, vì Đức Chúa chiến đấu cho Israel. Ông Giô-suê và toàn dân Israel trở về trại ở Gilgal. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ 8, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến đời đối với tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến ngài đối với khắp trần gian. Chúa là ánh sáng, xin soi dẫn con khỏi đường tăm tối. Chúa là an vui, xin ủi an con những khi u sầu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến ngài đối tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến ngài đối với khắp trần gian. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tôn tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
quyền cao ai nhường mình dưới thế trần. Hồi tương xưa kia khi Chúa hy sinh đặng thành ra, lòng nhân ái bao la tựa trời thăm cao xa. Bà đêm thân đêm dương nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của núi quý ra thần lương nay sáng chờ. Chúng con xin tạ ơn thiên thần, chúng con xin thành tâm kính thần. Lạy Cha chúng con đang trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nếu Cha chỉ đến, ý Cha đầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau bà nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau bà nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau bà nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trăm ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tham vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa.
trong bàn tay từ ai Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy sẵn sàng bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dùng chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 8, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Hãy để nguồn máu thánh ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sớm cùng mưu ma vậy vùng khóc làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe.
ban Chúa. Lời tán dương mừng chúng vang hòa, cùng vinh phu quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát ngường. Để biết Chúa Thánh Linh nhận hầu, cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sông và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ước ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nông nảy mến Chúa và năng rương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lấy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa can khi chúng con hối hòm, chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Nhìn lại ngày tháng đã trôi qua, đời con đã trôn bao phen lạc xa, cuộc sống cuốn con theo đam mê phù hoa. Nhiều khi con muốn quyết tâm chưa lỗi,
từ bay vẫn vương trần gian. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh thân diệu vời. Giữa biển trời rộng to lắm phen nổi trôi, Ngài dìu con đi về một lối. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chưa chỉ ngồi hạnh phúc mãi không nhạt phai, dùng lòng con đến đau thân bên Ngài. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫn lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đấng Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.